Chào tất cả các bạn, chào tất cả các anh chị. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cùng anh chị bài nhạc Hoang Vu, nhạc và lời của ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Nhưng mà đây là bài hát điệu xì lũ rốc trữ tình rất hay. Bài này mình chia sẻ các bạn ở tông la thứ. Trước khi mình vào bài, mình ôm lời cái điệu xì lũ rốc nha bạn. Cách đánh thứ nhất là 2, 3 bát 3, 2, 1, 2, 3 bát 3, 2, 1 luôn. Và một cái đấy nữa bạn, chắc bài này có mang hơi hướng của blue nên đánh cái này rất khó. Mình ôn lại cái âm dây la thứ ngũ cung mà đánh cái thế mà từng cặp dây bạn. Trên dây là cây mình có 6 dây thì chia làm 3 cặp, 6, 5, 1 cặp, 3, 4, 1 cặp, 2, 1 cặp, 2, 3, 2. Tại bài này có cái nó mượn âm dây blue và âm dây ngũ cung nên mình ôn lại cái âm dây ngũ cung ha. Và âm dây blue nữa. Rồi âm dây ngũ cung từng cặp dây bạn. Sò la đô rê mi, sò la đô rê mi, la đô rê mi, sò la đô rê mi, sò la đô rê mi. Đó là âm dây ngũ cung. Bây giờ âm dây blue nó giống y chang âm dây ngũ cung nhưng giữa bậc 4 và bậc 5 nó chui vô giữa một nốt, mình gọi nốt là nốt blue. Từ cái âm dây ngũ cung ha, mà ở bậc 4 là cụ thể trong la thứ ngũ cung thì ở bậc 4 là nốt rê, bậc 5 nốt mi, nó chui giữa cái nốt blue này. Nó này nó mình nói rê thăng cũng được mà mi dáng cũng được các bạn, nhưng mà trong quy ước rồi là mi dáng. Thì từ âm dây ngũ cung hình âm dây blue đây nè. Bây giờ mình đi lại ngũ cung là thứ các bạn. Sò la đô rê mi, sò la đô rê mi, sò la đô rê mi, có blue nè. Sò la đô rê mi dáng mi, sò la đô rê mi dáng mi, sò la đô rê mi dáng mi. Mình không nói đi các bạn, mình cảm nhận nha. Rồi mình có thế la thứ ngũ cung mà thế thế già thế ngang. Nãy thấy từ cặp dây thế dọc thế ngang. La đô rê mi son la đô rê mi son la đô la son mi rê đô la son mi rê đô la. Đó là la thứ ngũ cung thế ngang. Bây giờ từ nó la thứ ngũ cung nó thành la thứ blue khi nào? Khi từ cái bậc 5, bậc 4 là nó rê qua bậc 5 nó mi chui giữa nó hang. Là lúc đó từ âm dây la thứ cung thành âm dây la thứ blue. Đây các bạn, tức là âm dây la thứ blue, âm dây ngũ blue nó giống y như trang âm dây ngũ cung nhưng mà ở bậc giữa bậc 4 bậc 5 chui vô giữa một nốt. Mình nói nó là mặt blue. Rồi la thứ blue nè bạn. La đô rê mi mi son la đô rê mi mi son la. Mình nhắc lại chi bạn, bị một lát trong cái bài hát Hoang Vu này nó có những cái nốt giai điệu, nó có cái nốt này nó rất là hay bạn. Rồi giờ mình vô trước yên vô bài mình solo qua lần để các bạn mình ca cho đúng cái cao độ ha. Mi 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 rê 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 cho tôi xin, cho tôi xin rê mi mi rê rê xin mãi mãi yêu em đu 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 la 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 cho tôi xin, cho tôi xin nè. Tới blue nè.
đồ mi, cây mi giang kéo vào mi, mi giang, hay là xin tiên nội xanh sao, nha, xin tiên nội xanh sao, đồ mi, mi giang kéo vào mi, mi giang, là lại nguyên câu này nha. Các băng nhạc có câu intro cũng khác nhau bạn, nhưng mà cái e thì cũng hơi giống giống, là nó như nhiều nó phê phê cho cái e của Slow Blue, nhưng mà rồi có những câu dạo những băng nhạc tạo dạo khác nhau ha. Thì anh em mình tạo một câu dạo đơn giản để anh em mình dễ tập ha. Ba âm thôi, la bật một, rê mi ha, mình chạy cái bass vô cụ thể bạn ha. La tăng 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 mi mi giang rê tăng 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 rê rê ya mi tháng mi tăng sòn la la đồ rê rê mi sòn la, nó là bốn cái liên ba. À, lại các bạn, hai ba la tăng 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 mi mi giang rê, tới một chèn bá cho nè, tùm 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 nè, bát ba hai một, mi mi giang rê tăng 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 rê rê mi son la. À, okay. La đồ rê mi son mi son la, chắc vô vô rồi là lại nha bạn, mình nói đi bên các bạn cảm nhận nè, hai ba. Thank you.
tôi xin, xin tiếng hát xanh sao này, cái nốt luôn nè, xin tiếng hát xanh sao. Làm lại nha bạn. Khóc thành về sau,
cho tôi xin, cho tôi xin, xin mãi mãi yêu em. Phải không? Cho tôi xin, cho tôi xin, xin tiếng nói xanh xao thay lời tương tư, đừng gọi buồn cho nhau, xin mặc em đừng ngó lời sau, xin đêm dài tù đầy vọng thấy rồi đam mê, xin nhắm mắt buông xuôi khi cuộc tình đầy tình đầy hoang, khi cuộc tình đầy hoang mang. Các bài hát chỉ có vậy bạn. Coi như lúc đầu mình ca cho tôi xin, cho tôi xin ha. Cái tới đừng để khúc hạnh về sau. Anh quay lên càng lần nữa cái vô tới đầu tới cái khi cuộc tình lên ngôi, cái bắt đầu mình gian tấu xong cái vô cái điệp khúc, cả hết điệp khúc cái lên cái viên khúc nó hết bài rồi ha. Bài hát coi như cũng có vậy thôi bạn ha, để mình nhắc lại cái câu intro cho mình tập cho chắc luôn ha. Control đó bạn, 2 3 2 3 là tăng 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 mi mi an ghê tăng 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 ghê ghê mi. Chạy các bác là đô rê đô rê mi rê mi son la chắc chắc vô ha. Còn lại nè, 2 3 tăng 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 mi mi rê 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 mi son la, cái đi các bác là đô rê đô rê mi rê mi son la. Tôi xin, cho tôi xin, xin mãi mãi yêu em. Vậy bạn, còn câu gian tấu thì các bạn không cần đi câu này cũng được ha, mình tự mình chế câu gian tấu được, tại vì mình vừa tham gia ngũ cung mà từng cặp dây nha bạn. Hai người hay là ngũ cung cứ thế ngang. Có cái từ cái nốt bậc 4 hoặc 5 chui cái nốt giữa thành âm và blue. À, điều mà mới vui cái bài hát này. Mình tạo mình gợi ý các bạn ha, mình gợi ý các bạn vừa theo cái âm dai ngũ cung tham gia blue, bạn các bạn tự tạo câu dạo luôn, dạo tự dạo ý các bạn, như mình chơi nhạc mà phải sáng tạo các bạn, cũng không cần phải cứng nhắc lắm. Ví dụ như cái bài hát nè, thì chuẩn bị vô câu gian tấu nè. Khi cuộc tình vừa lên ngôi, mình tạo câu gian tấu. Mi son la đô la. Thích dạo không không dạo tối mà đi mà dạo dựa theo cái âm dây của cung âm dẹp luôn. Khi cuộc tình vừa lên ngôi chắc xin phép nghỉ vậy mà. Bài này, bài Hoang Vu này mình có một số bạn yêu cầu mình chia sẻ lâu rồi, nhưng mà vì mình bận công việc quá mình không có làm kịp, mong các bạn mình thông cảm nha bạn. Bài này cũng là một bài rất hay, các bạn cố gắng tập ha. Thôi mình xin phép nghỉ đây.